Thôi sẵn đi ngang thì mình gửi bà chút đỉnh. Quán cơm Bình Đằng đây không đông lắm. Này mà anh chị là người nước ngoài là không dám qua luôn. Rất là vắng luôn, đâu ai đi đâu. Đường Lê Lợi một thời mà bây giờ nó thui thế này. Góc ngã ba Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ. Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Chúc cô chú anh chị mình cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây, chúng ta đang có mặt ở công trường Quách Thị Trang, công trường Quách Thị Trang ở ngoài chợ Bến Thành. Ở đây thì hiện tại thì công trình này đang xây dựng tuyến metro ha, nên chúng ta không thể thấy những công trình của ngày xưa, tượng đài ông Trần Nguyên Hãn, bùng binh công trường Quách Thị Trang. Đây chúng ta đây là đường Lê Lợi. Giờ tối quá không biết mình thấy có rõ hay không, nhưng mà chúng ta đi buổi tối để xem cảnh vật Sài Gòn sinh hoạt của người dân ở vòng vòng ở khu trung tâm Sài Gòn này như thế nào ha. Chúng ta sẽ đi một vòng dọc đường Lê Lợi. Rồi em mời mọi người cùng tham gia nha. Đây trước mặt mình đây là cái bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Đây thì có bà cụ này, lúc nào bà cũng ngồi ở đây để chờ những người qua đường có lòng hảo tâm thì sẽ giúp đỡ. Thôi sẵn đi ngang thì gửi bà chút đỉnh. Rồi bên đây thì có một nguyên của dãy nhà đồng kiến trúc, nhưng mà do công trình này chúng ta không thấy được cái dãy nhà đó. Nếu mà đi ban ngày thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn ha. Cái đường này thì ngày xưa rất là đông đúc, nhưng mà bây giờ rất là vắng. Đây có cái bệnh viện này, ngay cổng bệnh viện. Thì làn xe chỉ có làn xe này là làn xe tạm thôi, chứ cũng không phải là hoàn chỉnh. Tại vì cái đường hầm đó, dọc theo đường Lê Lợi này, họ đang xây. Này, chúng ta nhìn lại cổng bệnh viện có khác ngày xưa không nha. Ở đây thì hơi tối tí. Tới đây đèn sáng à. Hôm nay thì cuối tuần nên lên Sài Gòn cũng có nhiều hoạt động ở mấy trung tâm. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng để xem những hoạt động cuối tuần ở Sài Gòn nha. Ở
hai cái quán cà phê, quán phở, quán kem, nhìn rất là dễ thương ha. Đây có cô bán bánh tráng. Bánh tráng nướng á quý vị. Các anh chị thấy bánh tráng nướng chưa? Là một lớp là cái bánh tráng rồi họ quết một lớp trứng lên. Rồi có thịt băm, rồi bơ, rồi nướng lên, người ta gọi là pizza đường phố đó. Ở đây là cái Sài Gòn que này anh chị, Sài Gòn que năm xưa. Mấy cô này bán gánh hàng rong nè, bán tráng nướng, bánh tráng trộn. Giờ là không có em mới ăn cơm nên là những cái hàng ăn vặt này thì chúng ta đi ngang xem thôi ha. Chị nướng bánh nè. Rất là chuyên nghiệp ha, đầu bếp như đầu bếp vậy đó. Pizza Việt Nam. Chúng ta đang đứng ở trước mặt trước cửa Sài Gòn Center. Siêu thị VIP nhất ở khu vực Sài Gòn này. Có cái siêu thị Takashimaya. Chúng ta chờ qua đường nha, rất là đông luôn. Qua đây là cổng Sài Gòn que nè. Ở đây đa số là giới trẻ các anh chị, giới trẻ rồi những khách du lịch, họ sẽ đi vô đây để mua sắm hoặc là ăn uống thì vui chơi gì đó. Trong đây cũng có rất là nhiều hoạt động ha. Thì hôm nay không có bạn đồng nhỏ đi nên chúng ta không có vô đó. Bây giờ bạn đồng nhỏ ở nhà. Tại cuối tuần ra đường thì đông đúc lắm, xe cộ nhiều nữa, nên ở nhà cho khỏe. Chỉ có em dẫn các anh chị đi lang thang chơi thôi. Mình nhìn qua đường bên kia nhé. Ngay đây là cái ngã tư đường Lê Lợi và Nam Kiệt Khởi Nghĩa. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn không ra được tại vì công trình rất là nhiều nên mình nhìn không thấy được cảnh quan ha, chỉ thấy được cái lô cốt này thôi, nên bà con mình thông cảm nha. Trong một vài năm nữa thì chúng ta sẽ có một cảnh quan mới, diện mạo mới ở cái con đường này. Chúng ta lại tiếp tục
phía trước mình là đường Bát Tơ và Lê Lợi. Thì ở đây nổi tiếng ngày xưa có kem Bạch Đằng, nhưng mà kem Bạch Đằng bây giờ cũng rất là ế rồi, tại vì công trình này nọ nữa rất là khó khăn việc đi lại. Có anh giao thông đã bắt xe vi phạm mà. Đây chúng ta nhìn trước mặt, ngày xưa đây là cái thương xá Tắc, nhưng mà bây giờ không còn thương xá Tắc nữa ha, giờ đã thay đổi rồi. Ngay chỗ này ngày xưa là thương xá Tắc nè, ngay góc đường Bát Tơ và Lê Lợi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy khoảng trống. Đường Bát Tơ là đường một chiều thôi, thì theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về Cầu Móng, bến Trường Dương ngày xưa. Rồi theo hướng này thì mình sẽ đi về đại lộ Lê Duẩn, rồi sân bay Tân Sơn Nhất. Theo trục đường này thì cuối đường chúng ta có cái quán phở Hòa, cũng rất là đông. Đây mình nhìn qua đường, đây là cái kem Bạch Đằng, kem Bạch Đằng năm xưa nè. Chỗ này xe chạy liên tục không có dừng nên chúng ta qua đường cẩn thận, rất là khó, tại vì chỗ này không còn ngã tư nữa mà là ngã ba rồi. Nói chúng ta thấy, nếu mà các anh chị có về Sài Gòn chơi thì đi bộ lang thang đây thì mình cũng cẩn thận, tại chỗ này không có vạch để mình qua đường. Đó, chúng ta đi qua đường bên kia theo trục đường Bát Tơ nè, mình nhìn lại quán kem Bạch Đằng. Quán kem Bạch Đằng đây không đông lắm. Mình sẽ đi tiếp tục đường Lê Lợi. Cuối đường Lê Lợi này chúng ta sẽ đến Nguyễn Huệ và tham quan một vòng Nguyễn Huệ ha. Nó rất là khó khăn để mình qua đường nha. Chỗ này không có đèn nên ta qua đường hơi khó khăn. Đợi xe trống trống rồi chúng ta qua đường thôi. Này mà anh chị là người nước ngoài là không dám qua luôn. Rồi chúng ta nhìn lại nha. Rồi em qua đường luôn đây rồi. Này gia đình người Hàn Quốc này không dám qua luôn nè. Nguy hiểm chưa? Đường này bây giờ rất là vắng nên bà con mình bán buôn rất là khó khăn. Các anh chị thấy
rất là vắng luôn, đâu ai đi đâu. Đường Lê Lợi một thời mà bây giờ tới thui thế này. Mình đi tí nữa là tới khách sạn Red rồi. Nhìn vô cái shop rồi. Không một bóng. Leo nghe vài người. Zinco. Đây là khách sạn Red đấy các anh chị. Phía dưới khách sạn Red đây. Đây là shop đồng hồ Rolex. Phía dưới nhiều shop thời trang thương hiệu nổi tiếng. Đây kem 7 màu. Đây, chúng ta đang có mặt ở đường Nguyễn Huệ, mặt tiền của khách sạn Red đây. Các anh chị đã bán nhưng mà công an họ không cho bán ha, nên mọi người lẫn trốn. Đây khách tour này, gia đình này đi tour nè. Rồi hành trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Ngày xưa ngay sau đây là cái bồn kèn nè, cái bồn binh bồn kèn nè. Rồi chúng ta đi lại cái chỗ ủy ban thành phố cái nha, ủy ban thành phố cái là chúng ta sẽ tạm ngưng. Tới đây rồi thì mình nhìn tí. Đây cho các anh chị nhìn mặt tiền khách sạn Red. Khách sạn 5 sao. Khách sạn rất là lớn ha.
ta đây qua đây là cái mặt đường Lê Thánh Tôn rồi nè, Ủy ban nhân dân thành phố. Góc ngã ba Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ. Nơi mà mọi người hay ra đây chụp hình lắm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.